Chào các bác nhá. Trong video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách độ một cái loa siêu chét hàng cao cấp nhất các bác nhá. Các bác thấy này, hàng cao cấp nhất ở đây là nó sẽ đi với cái mẫu loa E388. E388. Thế còn nếu mà nó đi với cái mẫu loa 898 thì nó bình thường thôi. Mẫu loa 898 thì gần đây là các bác cũng không được ưng ý lắm, tại vì cái công suất nó không còn được to như lúc trước nữa. Thì em có tư vấn cho các bác là các bác nào mà đánh chuyên nghiệp hay là nói chung là chịu khó đầu tư muốn hay một chút thì các bác thêm lấy 100.000 nữa để các bác lên cái loa E388 này thì nó sẽ hay hơn. Đấy. Thì đây là cái mẫu loa E388 nhé. Em sẽ tháo ra, em làm một cái bộ check vào và cho các bác nghe âm thanh thực tế luôn. Thì clip nó sẽ khá dài một chút. Các bác nào biết rồi thì xem tham khảo, còn các bác chưa biết thì xem để biết cách làm được. Có thể là các bác tự kiếm đồ để các bác tự làm lấy, hoặc là trong quá trình các bác mua của em về mà nó có sửa nó hỏng ấy, nó đứt dây đứt dợ gì đấy, các biết các bác biết cách để các bác hàn sửa chữa lại nhé. Thì đây là một cái con check, con siêu check mà em vẫn giới thiệu từ trước đến giờ rồi. Con này là con gọi là siêu check màng giấy 6 múi. Cái loại này thì nó là âm thanh gần như nó là trong nhất, đanh nhất rồi. Nó hơn cả cái dòng mắt trâu. Cái dòng mắt trâu lúc trước thì em có làm vài cái thôi nhưng mà nó không được ưng ý, em lại bỏ rồi. Cái con này là con thạch anh dây đồng. Con thạch anh dây đồng nguyên bản thì nó sẽ kêu được và tiếng của nó rất là rát, rất là chói, rất là thét. Đấy. Thì nó cũng không ăn chim lắm. Thì cái mình con màng giấy này thì lại không đạt được công suất, không đạt được tiếng giòn, tiếng vang. Thì anh em là lấy cái con thạch anh này này độ để kích cái con màng giấy này lên, kích con màng giấy này lên. Thì con thạch anh này độ thì là phải tháo vòng dây ra, xử lý tính toán lại vòng dây và cuốn lại vòng dây cho nó, và đồng thời là sẽ xử lý cho nó không kêu nữa. Đấy, nó không kêu nữa và tính toán vòng dây cho nó hợp lý với lại cái công suất của con loa bát này, cái loa sóng mũi màng giấy này. Đây là cái loa E388, các bác muốn độ được các bác phải tháo ra. Em cũng chia sẻ luôn là khi các bác mua những cái mẫu loa độ ở bên em ấy, em làm em độ sẵn cho các bác, khi đã tháo ra như này rồi thì sẽ không còn được bảo hành nữa các bác nhé. Chỉ bảo hành cho các bác gọi là nhận được hàng kiểm tra dùng ổn định 1-2 ngày thôi, còn bảo hành lâu theo như chế độ nhà máy là không bảo hành được nữa, tại vì mình đã phá của nó rồi, mất nguyên bản rồi. Thì các bác tháo 6 ốc của nó ra nhé, em tránh mất thời gian em tháo trước rồi. Cái ốc này sẽ hơi khó tháo, nó là dạng hoa thị 6 cạnh đấy, các bác phải xử lý tốt thì các bác mới tháo được. Các bác có dụng cụ chuyên nghiệp hoặc là các bác như em đây thì em dùng cái tô vít mài em tôi, nó vừa cạnh con ốc, đúng vừa cạnh con ốc rồi luôn này. Thì vì cố nó vẫn ra được, còn trường hợp nó bị mẻ thì em lại mài tiếp thì em vẫn làm được nhé, em không mua cái dụng cụ chuyên nghiệp. Cái công suất này, cái mẫu loa này thì nó là công suất lớn nhất rồi, 48W này. Đấy, hàng 48W. Pin của nó là tới tận 2400 nha các bác nhé. Tổng cái loa này là 410g. Khi mình độ đi thì nó sẽ nhẹ hơn. Đây em sẽ tháo cái loa này ra cho các bác xem này. Đấy, loa này. Loa này nhá các bác nhìn này. Nó sẽ có thừa một dây điện nhá. Có thừa một dây điện như này. Thừa một dây điện này. Cái rắc đen này này là rắc ra bát loa này. Em rút nó ra này. Đấy, ra bát loa này. Rắc dây đỏ này là rắc vào pin này. Em rút ra cho đỡ vướng nhá. Đấy, rút ra. Cái loa này thì ưu điểm của nó là công suất pin nó sẽ lớn hơn này. Gọi là 2400 mAh các bác nhá. Còn những dòng khác thì chỉ là 2200 hoặc là 2000 thôi. Thì cái này thì đảm bảo cho các bác là cái thời lượng nó sẽ được lâu hơn. Nó sẽ dùng được lâu hơn các bác nhá. Đấy. Thì cái mên mạch ở đây thì cắm vào đây rồi. Các bác muốn lấy được cái mên này ra thì các bác rút cái nút này ra này. Rút nút này ra. Thì các bác gỡ được cái mên này ra. Gỡ cái mên này ra này. Đấy. Cái mên này thì nó lại kèm theo cái miếng điều khiển này. Thì nó nằm sẵn ở đây rồi, có 4 ốc. Thì các bác muốn tháo phải tháo ốc ra mới tháo được, nhưng mà không cần thiết. Mình sẽ không tháo nhá. Mình sẽ không tháo nó. Mình chỉ tháo như này thôi. Sau đó mình cậy cái bát loa. Đấy, để như này này, những thứ này kẹp lên khéo không rơi nhá. Mình cậy bát loa ra. Độ loa check thì có nghĩa là phải tháo loa bát ra. Tháo loa bát ra nhá. Đấy, tháo loa bát ra. Cái loa bát này thì họ đã có bôi keo. Họ có bôi keo vào.
Nhưng mà các bác cứ cầm cái nam châm này, các bác gỡ ra dần dần. Đấy, gỡ ra dần dần. Nhiều khi căng quá thì phải lấy tô vít phụ. Đấy, gỡ ra dần như này nhé. Thì bản thân cái bát loa này nó đã to hơn cái dòng 898, thì âm thanh của nó là cái mẫu loa nhựa, loa rèn gì để cho các bác âm thanh lớn nhất, trong thanh âm thanh lớn nhất nhá. Thì mình tháo được cái bát loa này rồi, cái bên mạch này mình giữ nguyên này. Đấy, mình giữ nguyên như này. À, các bác cầm khéo không tránh tình trạng đứt dây. Cái bên này nó sẽ thừa ra một dây này, thừa ra một dây tín hiệu kệ nó nhá, thừa ra một dây tín hiệu kệ nó. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái bát, hàn check nhá. Đây. Cái này trước khi em đã có một con sẵn đây rồi, em cho các bác nghe thử âm thanh của nó luôn. Muốn nghe được thì em sẽ ráp pin vào này, ráp pin vào cái mạch này. Pin là nó nằm gần cái chỗ sạc này. Đấy. Cái loa này thì em đã câu sẵn có giắc cắm này. Cái giắc cắm này thì sẽ nằm ở bên cái nút là tai nghe này này. Con loa này. Đấy. Thì em cho thêm cái thẻ nhớ vào nữa, thêm thẻ nhớ tính sẻ nữa đi. Đấy, em sẽ thử cho các bác được. Thẻ nhớ cắm lên trên bên này. Đấy. Đấy, thẻ nhớ cắm trên bên này. Rồi, em bật nguồn lên này. Tiếng xẻ lon. Tiếng xẻ ra. Đấy, đối với cái dòng này thì gọi là âm thanh thì nó là cực là lanh rồi. Cực là lanh. Âm lượng lớn, cực là xa cho các bác gọi. Rồi em sẽ tháo ra lại đi. Em tháo ra lại để em hàn cái kia để cho các bác nắm được nhé. Đấy. Em tháo luôn cả cái quả pin này ra cho nó gọn này. Còn cái bên này, còn bên này em đã đây. Rồi bây giờ sẽ tiến hành hàn cái check các bác nhé. Quay sang đây nhé. Các bác có lấy mỏ hàn, tách cái dây này ra. Để các bác lấy cái tắc cắm này. Rồi, cái bát này thì em sẽ cuốn lại và em sẽ gói cho các bác luôn nhé. Em cuốn lại, gói lại, trả lại cho các bác luôn. Mình lấy được cái dây này, thì bắt đầu mình tiến hành cạo nó ra, đồng ra ra cái dây. Chặt nõi ra nhiều hơn một chút để mình hàn cho nó dễ nhé. Đó. Thì cái dây này mình sẽ hàn với lại một cái dây dẫn. Một dây dẫn như này. Các bác vê đầu nó vào với nhau. Đó, các bác vê đầu vào nhau nhé. Rồi. Và con các bác chuẩn bị con thạch anh này. Con thạch anh này của em là con thạch anh đã được xử lý rồi nhá. Đã được xử lý rồi. À, đây. Các bác nhìn thế này. Các bác để cái con tụ này nó quay lên trên. Hai cái chân tụ này quay xuống dưới. Bây giờ bắt đầu tiến hành hàn này. Cái chân kẹp đôi như này ấy. Chân kẹp đôi như này là một dây sẽ dẫn lên cái check này này. Còn một dây là dẫn về mạch loa. Thì các bác hàn ở chân này cho em. Đây thì em một mình em thao tác, em sẽ có cái cách là em lấy cái tô vít này. Em điện vào cái dây này. Đó, điện vào cái dây này. Sau đó em lấy cái đèn điện lên cái tô vít như này. Thì nó sẽ im cho. Nó im. Nó im như vậy thì bắt đầu em đổ thiếc vào đây. Đổ thiếc vào đây cho cái mối này nó chắc lại này. Cái này mà các bác mà không có hàn thiết, các bác ra tiệm các bác nhờ họ thì các bác chỉ cho họ là hàn vào chân nào thì họ sẽ hàn cho ở cái chỗ mà họ sửa chữa điện tử ấy. Nói chung là chỗ nào mà có mỏ hàn thiết là sẽ hàn được. Đấy là xong cái chân thứ nhất, chân thứ nhất nhá. À, chân thứ nhất đây. À, cái chân thứ hai của cái rắc cắm vào mạch này này thì các bác hàn sang chân bên này cho em.
cái bát hàn đây thì nó sẽ qua tụ thì nó sẽ cản bớt một phần công suất đi. Em không cho nó cản, em hàn thẳng vào sang cái chân bên này này, đây là gọi là không dùng qua tụ. Đấy, em điện nó này đây rồi, sau đó em lại đổ thiếp vào đây. Em hàn sang cái chân tụ bên, hàn sang cái chân tụ bên này thì để nó không bị cản bởi con tụ nhá. Đấy, tại vì cái này thì mình không có sợ cháy con này nữa, con này giờ nó chỉ làm con kích thôi. À, tiếp theo đây là sẽ lên một đoạn dây nữa, cái này các bác lượng cái dây bé thôi, gập cái đầu vào một tí này, đây gập cái đầu một tí này để cho nó bám thiết được tốt hơn. Cái dây các bác quan sát này, để con tụ quay lên chân tụ xuống dưới một bên này. Đấy, mình nhìn ở trước mặt mình ấy, nó là bên tay trái của mình thì là hàn chân kẹp đôi, một dây ra mạch, một dây ra ra bạn ra chép ấy, còn một dây ra chép còn lại sẽ hàn chân bên tay phải, chính là cái chân này. Đấy, chân này phải chân này, em phải đặt sang bên này để em kiếm cái này em điện nó này. Em làm có một mình thôi nên là không người giữ, phải điện nó im thì đổ thiết nó mới dễ, đổ thiết nó mới ăn. Đấy, cứ tính làm sao cho nó để được đúng cái chân đó mà mình đổ thiết vào. Rồi, thế là xong cái khâu mà hàn vào con thạch anh nhé. Đây, các bác quan sát vị trí đi, quan sát vị trí kỹ nhá, để nhớ nhá. Đấy, quan sát kỹ vị trí để nhớ nhé em. Chân ra mạch loa này là một chân hàn vào đây. Ở chân này là ra chéc này, chân này cũng ra chéc này, và nó sẽ chung với cái chân ra mạch này, chung với chân ra mên này. Rồi hai chân này sẽ hàn vào chéc. Chéc này thì em đã cắt sẵn rồi, em tính toán là cái độ dày của loa ấy, em cắt nó tầm này để nó đỡ phải kê. Còn các bác cầm các bác vặn nó ra thì nó gãy cả cái này ra luôn, thì nó sẽ sâu quá thì các bác phải kê, hoặc là các bác cắt sâu quá nó thấp thì các bác phải kê xong lưng nó khỏi bị lọc cọc. Thế còn khi hàn vào đây thì các bác cài vào đây thôi. Khi hàn vào cái con chéc này thì không phân biệt âm hay dương, các bác cứ hàn vào hai cực của nó là được. Không phân biệt âm hay dương các bác nhé. Và cả cái mên mà cái chân cắm vào loa ấy, chân mạch cắm vào loa ấy cũng không phân biệt âm dương đâu, chỉ phân biệt âm dương là cái nguồn điện thôi, cái nguồn điện thôi. Thì đây là một cái clip mà toàn bộ cái quá trình em hàn em độ một cái chéc siêu chéc cao cấp để gắn vào cái loa 388 cho các bác. Đấy, xong rồi nhá. Ấn sát nó xuống. Giờ em sẽ thử sơ cho các bác này. Vẫn cái mên vừa nãy em lắp pin vào. Đấy, pin để đây, lắp pin vào này. Rồi, cái chân loa cắm vào mạch chân loa đây. Rồi, và chỉ bật nguồn lên thôi. Cực kỳ to, cực kỳ trong và cực kỳ thanh. Thế bây giờ là mình muốn lắp vào thì mình phải quấn qua cái chéc này để cho khỏi bị chập điện. Các bác lấy bằng dính đen nhá. Đấy, bằng dính đen này. Các bác chập cái này cái sau gáy của cái con chéc này để tránh va chạm vào cái mên mạch của loa. Đấy, tránh va chạm vào mạch của loa thôi. Nhưng mà cái này chỉ có dựa vào cái lưng của loa. Rửa vấn đề của nó. Đây là rửa đấy là đấy thôi. Là cái ấy nó qua. Rồi. Thế còn cái con này thì các bác cũng dán sơ một chút cho em. Dán kín cho em nhé. Đấy. Đây này. Dán kín cái này cho em này. Các bác cắt thừa ra một chút để sau nó sẽ quặp xuống mặt dưới bên kia.
phủ băng dính đen vào để cho nó tránh cái tình trạng cháy chập vào cái mềm. Rồi tại cái khe này này các bác cho một đường dọc sang bên này. Đấy, tại cái khe hai dây nguồn với lại dây loa ra chiếc ấy. Đấy, các bác ốp vào đây và đồng thời các bác quấn một lớp băng dính chạy xung quanh cái này. Cái con này thì bây giờ em đã xử lý rồi, nó sẽ không kêu nữa nhé. Chức năng của nó bây giờ chỉ là làm chức năng kích cái con màng giấy lên thôi, chứ nó không có chức năng kêu nữa. Em bọc như này là để tránh cái tình trạng chập cháy. Đấy, tránh tình trạng chập cháy. Rồi khi nó kín đáo như này rồi, đấy, em tiến hành nhắm nắp vào loa. Đây các bác cài cái mên vào vị trí cũ này, nút cái lỗ cái nút chỉnh lên trên này, đặt vào vị trí cũ. Cái lắp thì mình để như này, xong mình úp nó vào cái mên dây thừa này, mình cạn nó đi. Đấy, cái dây thừa này cạn nó, các bác vắt gọn nó lại là được. Rồi quả pin nó sẽ nằm ở dưới này. Rồi bây giờ đến cái phần mà jack của mình đây, bác cắm phần jack vào. Rồi tại trong vị trí này thì giờ các bác cứ sắp xếp làm sao cho hợp lý thôi, cài làm sao cho nó hợp lý là được. Đó, còn vị trí này thì cái quả pin này đó, và các bác úp vào này. Cái trường hợp mà úp lại thôi, trường hợp mà cái check này nó quá cao thì mình phải cắt bớt cái check này đi. Đó, như này này em tính toán là vừa này, nó khá im rồi này, nó chỉ còn lọc sọc cái quả pin thôi. Lọc sọc quả pin thì các bác tìm cái cách khắc phục, đó là cho nó một tí bia, cho một tí điện cái quả pin này này. Đây, cắt một chút bìa này để đèn nó quả pin này vào thì cho quả pin nó im hơn, hoặc là các bác lấy miếng xăm cao su xăm xe máy rồi úp lại. Úp đúng chiều này rồi, đó là im led nhá. Im led xong rồi đó các bác xịt ốc vào thôi. Em sẽ xiết ra cái con giữa trước, là cái này nó có 6 con, em xiết ra hai con giữa trước này. Đó, xem này còn giữa trước. Đó, các bác thấy không, nó không có tiếng kêu nữa, mà có tiếng kêu nó không vấn đề gì cả, nó chỉ có lọc sọc ở cái quả pin thôi hoặc là cái check thôi. À, cái check nắp ở đây ấy, thì em đã tính toán là cái độ cao của cái loa này, độ bề dày của loa này, để cho cái check nó dựa sau lưng, và cái này nó chống làm ép nhựa ngoài. Cái này em sẽ cắt ra tầm này, cắt tầm này là vừa. À, thì các bác cứ lựa đi, nếu mà các bác cắt cao quá thì các bác cắt bớt đi, còn các bác cắt sâu quá mà nó thấp quá thì mình lại kiếm giấy kiếm bìa mình đặt ở phía sau lưng loa để cho nó im, cho nó khỏi có tiếng kêu thôi. Đó, nó không có tiếng kêu thôi. Thế còn cái loại ốc này thì nó là ốc đặc biệt, các bác muốn mua cái dụng cụ chuyên dụng của nó thì là cái 6 múi 6 khía, còn không thì các bác kiếm cái tô vít dẹt thép già mài rồi tô cho đi, thì như của em đây này em vẫn làm được, vẫn rất là chắc chắn luôn. Đấy. Tôi biết biệt như này, mài tôi đi để cho nó vào đúng cái cạnh này thôi này, thì mình ăn hai cạnh của nó thôi, và mình giữ thật chặt tay là vẫn tháo mở được. Thế còn đúng con nguyên bản nó là con 6 khía cơ. Rồi thế là đã bắt xong nhá, bắt xong thì tiếp tục gắn cái nút này vào, nút vào ra đây. Rồi xong cái loa này thì nó rất là nhẹ, nó chỉ chừng khoảng hơn 200 gram một tí thôi, thì các bác cho vào túi cho xào treo thì cực kỳ hợp lý rồi. Ta bật nguồn lên này,
tay điều khiển các bác nhé. Em tạm dừng lại, em cho công suất lớn hết cỡ đây. Thì công suất này là hết cỡ thì nó cực kỳ là đanh, nó gọi rất là xa cho các bác nhé. Gọi rất là xa. Và cái tiếng thì các bác sẽ dùng cái điều khiển này, các bác điều chỉnh to nhỏ, chuyển bài, chuyển tiếng xuống, chuyển tiếng gọi là tùy các bác. Thế nhưng mà cái mẫu loa này nó là mẫu loa cao cấp, pin 2004, thì đảm bảo cho các bác là thời lượng đi sẽ được nhiều hơn. Thế còn các bác nào mà cần đi được lâu hơn nữa thì lại có cái giải pháp, đó là cái quả pin sạc dự phòng ấy, các bác cắm tiếp vào đây thì các bác sẽ đi thêm được nữa. Bên em có cả quả pin sạc dự phòng luôn nhé. Đấy thì đây, clip hơi dài một chút, các bác cố gắng theo dõi. Em hướng dẫn cho các bác chi tiết cái cách độ một con loa siêu chét cao cấp và loa 358 nhé. Mọi thông tin các bác cần mua hàng hay là cần tư vấn, cần hướng dẫn cái gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại mà em ghi ở trên màn hình nhé. Cái liên hệ trực tiếp với shop em, bên em sẽ có nhân viên trả lời tư vấn nhiệt tình cho các bác nhé. Chúc các bác có một mùa đánh chim sẻ thành công nhé, thắng lợi nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video clip sau nhé.